Mình túng mắt mẹt thì ta nói khổ nhỉ. Mình khổ. Bây giờ đi bán tí hàng rong ở chợ tạm mới mà. Xin mẹ tiền. Xin mẹ tiền. Như cái cô dụng ở nhà cô chú dụng ở dưới đó không thương được, có mỗi thằng con trai bé gái mình đây mà vợ còn dâu đi đành cười đành bạc suốt. Sư nói hắn tức lên bảo cho hai đứa cháu nội đó đi mà có nó ưu thương mà cháu ông nội vì sư cháu là lấy nước chục cho thay cô có nó có cửa hàng mà nó có cửa hàng làm đẹp lắm nó thuê mà cao giá phá cái nhà mẫu này. Nói với ba sư cô là mình có đúng là ông Phật ngày xưa là ông nói đi đi hành cũng là đúng. Có đi mới nhìn thấy được cái này khổ. Mình mới thấy là mình sướng bao nhiêu. Thật bây giờ mình phải khổ. Mấy người đi tù thì họ còn khổ. Sư ơi, biết là cái khắc này là cảm cô này này con thương vì hơn con 1 tuổi à. Mà con đã buông rồi con đi tu năm nay là 68 à. Cô sinh năm 68 rồi. Cô 69 con 70. Hai 70. Mà tối hơn con có 1 tuổi mà con đã buông con đi tu được 5 năm nay rồi. Mà nhà cô vẫn còn mới còn đang cháu ra đi ăn thì chẳng nào. Con nhìn thấy cô con lại thương cô. Mà hai cô đây, con gái của cô này giờ nó lại bằng ấy tuổi hay mấy tuổi nó cũng chẳng nói xây dựng gia đình. Khi gia đình ra mà các cụ cứ nói một con một của chẳng ai từ. Nhưng mà có con có cháu nào thế cô tu được cô phải hiểu gì nữa. Đã hiểu rồi chưa đây? Dạ, hiểu. Tại vì không con công cháu con chồng cũng nhất gì là không nợ ai. Không nợ hai đứa con rồi con thì lại bao nhiêu người đấy mà nó từ chối nó có tiếp ăn. Đấy là nó ngày kiếp trước bây giờ nó có tu rồi giờ nó nợ nó về nó trả công cho mẹ. Nó không nợ đó, nó không nợ. Nó nhẹ. Thế không có là bế con bế cháu này khổ lắm. Tu về nhà ăn cháu ngoài thế thì con mới bảo là con nhìn đây cô con nghĩ lên bản thân mình có thấy mình may mắn không là mình sướng. Nhất là mình sướng như bên cái đoạn địa là bên khổ cuối cùng mình sướng nhất với thế gian này. Đúng rồi. Trời ơi, cái ngày chồng con chết ấy, đi ra đường này, thương nhiên quá. Nhỏ mất sớm họ kia, thương quá. Cứ em biết nào? Chồng nghĩ trong bụng vào, sướng thấy mồ. Tôi biết giờ nó đang khổ là gì đã sướng ngày, bây giờ đây. Không nhẽ lại nói ra bảo chồng em chết em sướng quá. Nhưng mà đúng là chồng con chết còn một chút được gánh nặng ngàn cân. À. Trời ơi. Con bị tai nạn sống thực vật. À đúng là 3 năm nặng nuôi 3 năm. Vâng vâng về. Vâng về 3 năm. Trời ơi con cơm. Hết nợ rồi. Đút miếng cơm vào mồm nước mắt chảy. Hai đứa con nó có éo nó sau này nó biết nhỉ. Đúng rồi, hai đứa nhắn lắm. Nhưng mà sau này nó biết bố như vậy không? Biết chứ, nó mới đây. Chứ biết không? Con lớn bố bị tai nạn thì con lớn đỗ đại học thủy lợi. Bố bây mà. Con em đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Hai đứa đi trọ hết, thuê nhà trọ. Thế là cứ con chị cứ chiều thứ 6 là được nghỉ học. Bắt đầu ra bắt xe 9, có hôm 9 giờ tối bắt đầu nó về đến Phú Thọ. Là nó được trông bố được ngày thứ 7 chiều thì nhận lại bắt đầu bắt xe xuống Hà Nội đi học. Quần nào cũng thế. Con nghĩ cũng thương nó lắm. Còn con em cũng thấy con em học ở Việt Trì cách có hơn 20 cây nhưng mà cũng phải thuê nhà trọ. Thì cứ chủ nhật được nghỉ thì nó học phổ thông nó được nghỉ ngày chủ nhật thôi. Đấy cái năm mà nó trưởng thành đi học rồi nó nhìn thấy cảnh mẹ bế bố nó 3 năm nó cũng hại. 5 năm liệt chăm sóc con, chồng 3 năm. Con chỉ nói một câu này, các con không phải nhìn ai sai hết, nhìn ngay mẹ. Nhìn ngay cái hoàn cảnh của mẹ đây. Mẹ đang khổ lắm, không thì nó là duyên nó mới đến nhà mình được chứ không có duyên mình phải hoàn cảnh như vậy thì mình mới tu được. Nếu như mà còn chồng con đầy đầy về thì làm sao mà dám bỏ đi để mà tu được, không có phải là dễ đâu. Còn con làm đi tu tới chưa tới chưa chị ra đi là có lý do đi bên em đi là khó đi lắm. Ai
xót thương hại. Con bảo trời, con nghĩ trong bụng con bảo trời, chồng chết xuống cái mỏ. Con hãy nói ra người ta lại chửi cho. Vâng, điên. Ở trên Bình Phước đợt trước thăm cái chú mà về đây, chú dọn dẹp ở đây này cho mình này. Chú này mai chú này chuẩn bị xuống chú móc cái hang mà nó bị tắt. Chú Huyên Bình Phước ấy. Chị gái 21 năm con lên đấy. Huyên à, chơi xuất ra xong bị hỏng đấy. Đấy, của may quần áo rồi hỏng đấy. Bây giờ này chú ấy mua đất ở Đà Lạt ấy, đang trồng cây bù ở rừng. Lên đấy hôm ấy dẫn lên đấy thăm chị gái ngồi tâm sự. Còn 20 năm chăm chồng cứ nằm thế này thì thầy thế không biết bao giờ là ông đi rồi con biết pháp rồi. Đấy về sau là con về đâu tôi bảo thôi nhân quả nó khê này. Xong rồi con bắt vào tay ông ấy bảo thôi cố gắng nhá. Này không biết kiếp trước thì nợ nâu này vì 120 năm nằm đây ông cứ nhìn thôi. Thế con thấy khóe mắt của ông nước mắt chảy ra đấy. Thế con về sau 7-8 tháng rồi thì ông ra đi đấy. Bảo là hứa là nếu có thì con sẽ xuống chỗ thầy. Rồi từ hôm đấy thì cũng theo cái nhiệt nào đều mất đi con số này đâu. Và cũng tuổi 60 rồi. Bây giờ chú đang ở đâu? Chú ấy, hình hôm nay đang Bình Phước đó, còn chú ở Đà Lạt. Chú không xuất gia. Đà Lạt cũng nhiều phái đi lên đó. Vậy là cuộc đời con người không phải là ai cũng giống như ai, mỗi người có hoàn cảnh riêng. Có con thích hết con già thôi mà. Mà con cùng cám hơn cả chính mình của con đó. Vì mình là một trẻ lung tung đi gặp đó. Thế gặp được pháp này đúng không? Dạ, con mình con đang còn trốn vừa ra mới thích không đó. Đó, ta con niệm thật. Ở đó là con ba tỉnh rồi. Đi đâu phải có quà về gì. Con về con lấy thằng là bắt khoai là không đủ thứ sữa đủ thứ. Với cả là ở trên nó ăn không những 3 bữa mà lại còn đâu 3, 5, 6 bữa là bao nhiêu cái phụ nó đó sư. Nên là ăn hết nhiều ấy. Ăn hết nhiều mà thế cô nào cũng bé ăn không ăn hết mừng. Có đồ để chấp ăn. Khi mà thấy huynh đệ đi công tác đi về xa về quê về ngõ thì đã nhảy nhìn cho là có cái gì không á, có quà đúng không? Và còn ở mình ở đây thì khi mà thấy nên mà mang quà kia là mình nghĩ đã sợ rồi. Đấy nhưng mà lấy những cái đồ để này còn trưa thì không ăn quả chứ toàn còn ngon cả đưa cho cô ấy. À. Cô về có khi là cô ấy thay đổi đấy. Cái cô mà bán cá đấy, bán cá đấy. Có thể đấy. Tội nghiệp. Nhà mấy người bệnh tim vậy là phải rồi. Cô có duyên mới gặp được mình chứ. Như cô đã nghe Phật kể ngày xưa mà Phật thuyết pháp là người toàn nhìn trời nhìn mẹ liền, nhìn gió đâu có nghe Phật nói đâu. Rồi ăn năn thì hỏi Phật đấy. Có 5 người đấy, có một người đủ duyên thương tốt nhưng 5 người, 1 người đủ duyên là tốt rồi. Người thì như trí tuệ nhưng Phật vậy còn được, nhưng mình là gì đấy. Chưa rồi là chiều nay 4 người, 4 cái cô này ngồi bắt đầu là để tấn công vào một cái cô mà người đời khó chưa. Thế là không những sư tại sao. Con này cũng dễ thích thu đấy. Còn có người ta không nghe đâu. Đi đường nhìn như hoàn cảnh ngọt thương lắm mà không sao được. Hôm qua trong bữa cái cô này cùng nói này, con bảo với cô là cô giới là cái gì? Đấy là không biết năm đạo đức, nói cái năm đạo đức, cái nói giới là người đó nhà Phật, người ta đi chùa là cái nói giới. Đời không biết, nên là đời khổ. Nên con gái bán cà phê không bán được cũng xuống đây xin. Con trai yêu con gái, con râu tương lai ở miền Tây cũng về bên cạnh ngồi. Ngồi có mấy cái quạng rau, có gì mẹ cái măng, có gì đâu. Chồng con trai cũng có cái gì nó lớn. Tháng đến 500 nghìn của mẹ, không biết chúng nó làm cái gì. Mấy cô ấy kể đi. Anh đẹp mới con đi làm cho rất là nhà. Con nhớ là câu chuyện này để kể nhé, không truy tìm quá khứ, kể cho cô nghe này.
khi mà kinh tế nhà con phát triển rồi, nhà con buông hết đấy. Không, bây giờ thằng con đi nghề học ấy, bây giờ nó ra trường nó này nó 40 tuổi này, bây giờ nó học mới có 18 tuổi này, mấy năm này, thế mà nó rất khôn đấy. Em bảo không thuê cái nhà có, bây giờ Hà Nội cái nhà chỉ 2 triệu thôi thì có nhà 2 tầng cho chúng nó 4 năm đứa vào đấy ở, mà thêm cái nán không khác này, cái nán của mình nhưng mà làm ở rô xi măng, mà nó có một gian mà 4 cái giường nó đặt đấy, 3 đứa ở, con vào đấy ở với đây con biết là chúng nó tập trung ở đây, chúng nó cũng vậy, mình muốn rèn luyện cho nó thực tế trong ngày vẫn thương nhưng mà phải rèn luyện vậy. Thế là nó khôn là một tháng là cho nó có 700 nghìn, thì nó lại khôn là ví dụ một năm nó may quần áo nó không may ngoài, cái thằng lớn ấy nó về cái bà rì nó anh em gì bên ngoại như là máy may thì thôi nó về nó cắt người thợ bình thường nhưng mà cũng mất tiền vải nha, mình biết ngay đúng không, thằng này khôn lắm. Chứ còn nếu mà mua cái kia này xin nó to này sợ bố không biết mà. Mà tiền thì con có giữ đâu, cô mới điều hành hết mà. Rồi vợ với chồng với cái nhỏ vợ những cái hôm ấy. Thì ngày xưa mình buông từ thời có kinh tế này, mình buông hết thì vậy. Để cô phải no bên nội bên ngoại kệ cô thôi. Thế nhưng mà phải nói thằng cũng ranh thật. Ranh mà khôn. Thế bây giờ nó cũng công nhân nhân chức nhà nước của VTC thôi, nó cũng đi các tỉnh đấy. Mình là nghĩ không biết con có đồng lương bao nhiêu, mẹ cũng chả biết, vợ nó không biết luôn. Thằng này mấy thằng này thua xa bố của nó rồi. Bố nó lương về tháng đầu tiên, lương lần thứ hai đi lên quân đội, về bộ đội về quê xong công tác xã xong bắt đầu này ra vào quân đội, con lương về đưa cho mẹ, đưa cho vợ. Thế bảo là thôi thì trả cái gì, tháng này mình chẳng thiếu thốn gì, tiền giờ mình có rồi, mình buôn bán này có rồi, làm gì đâu, thôi chị cho em cái tháng lương này đưa cho em hết đi, để em mua cái gì mua, và em mua vàng nhé. Đấy, thế là bọn nó có cái câu chuyện này, vàng của ông ngày xưa đâu, tháng lương đầu tiên đâu, tháng lương đầu tiên bây giờ có gì cũng nhiều đấy. Cái vàng đã còn rẻ mà. Thế là cũng là cái đồng viên ở nhà nó nghĩ bên nội bên ngoại vậy thôi, còn mình cứ bay nhảy, ai ngờ bây giờ mình đi vào rừng xuống núi xin ăn. Ở trong đó nghĩ lại những cái cảnh đấy cũng nghĩ thấy mình đã thấy khổ rồi, nhưng bây giờ ra tiếp xúc với người dân còn khổ hơn, mình thấy thương, cái tình thương nó mới vậy, nó mới bồi đắp cho mình. Thế mà đi đạp xe rau suốt ngày. Ông đến lấy, thì ta nấu xôi mình đến lấy, nhưng mà mẹ lớn lại. Không, không hầu như ta bán hết tay về. Không, cái xe là thương quá. Bán lại là hai chị em không thấy thương quá. Chứ bao giờ mua bắt được, có cái hồi kinh hành cho mẹ. Bữa nay ra hôm nay mua dùng chữ. Nó thiêu. Thiêu à? Đi hôm nay mà đã có khoảng đợi nhiệm. Đi rồi lấy ít thôi. Họ lấy ít cho nóng. Chứ ta đâu họ hết rồi đem lấy bên khác. Con thiết kế cái để được bình bát vui. Còn vải nhiều mà vải cũng dân đây. Những cái này là cần tận dụng nè. Đây cuộc sống bây giờ nó vào đây tự tại, giá no ăn uống cũng cần. Mà có một cô miền Tây đây, cô bên đây thì cô Hải Dương. Cô Hải Dương thương chồng là khi mà cãi nhau 5 tỷ số rồi. Cãi nhau ngắn, nhưng ở bên tận chúng như ta khổ ấy thì khổ, là ba ít thì khổ lắm nha, nhà ở ngoài kia nó khổ đúng không chồng. Rồi con cười cô bên tay là thì cả ngày cứ từ chồng mới xin lỗi về thôi, thì đã bán ăn, để lấy gạo mua. Có mấy bác cả 200 cái mà, từ ngoài kia thì cũng có khổ mấy mà, chồng mà đặt bên trong xuống ít khổ thôi chồng lắm mà. Thấy mẹ sợ lắm. Từ mẹ ai đến gọi. Các con yếu ra thì phải chịu thôi, con vui vẻ nha. Cái khốn à. Thế là cuối cùng lớn này hành lấy một thằng lấy Nghệ An, Hà Tĩnh. Hai thằng lấy cùng quê luôn. Lấy Hà Tĩnh đó. Một thằng út lấy của Hà Tĩnh cho cô đó. Con thằng nhỏ thì lấy cùng Nghệ An. Gái Hải Dương cũng sư tử Hà Đông đấy. Qua thì cũng Hải Dương đó. Ê. Coi như là chuyện bình thường thì hai vợ chồng coi như sáng bằng không có giờ vợ ra chồng coi như ngán luôn. Như ngoài Quảng Ninh người ta gọi là gái hoặc gai trai cầm phá lắm.
nghiện ngập đây. Gái mà ok, trai cũng bí. Đẹp, đẹp cái là đẹp. Đẹp gì với các ba nhân. Nhìn này, xã hội công nhận là nhìn lại như thế là một... Còn có thằng con trai lấy dừa trẻ ra, hai thằng con trai bảo là mình cho tới cùng bà nội thầy con trai. Không ngủ cho họ ăn tiêu là đi à. Ừ. Tiêu chứ còn phải đeo tiêu lên với mẹ họ nữa. Có bao nhiêu vàng bà, chân chân người hết. Đây gái mình thầy. Đó, con biết mà. Để nó đánh bóng mà. Ừ, để cho nhà, coi như là cần đẹp thôi. Bất chấp có cái con, cái việc con ở nhà đó thường thì có mỗi thằng con trai này. Đây đã từ tay là về từ đền cơ nhà cửa ba cố nó cứ chạy về làm phòng rồi gì cửa nó từ từ mà cô làm nhanh mà giỏi lắm ngon lắm tại vì cô giỏi lắm mà cô giỏi thì con giấu hẳn biết giờ thôi cô cười phải đang ra chuyện đấy mình đây có bao nhiêu là cô mang về cho cha mẹ mà đồng thời nó sống bằng mặt không dài nhân tay mình nó lấy cho chồng y như là chiếm đi thì chồng là đẹp đó là chỉ chờ chồng. Cái giải bao cấp 2-3 chục năm này nó đang có cái tổ chức chuyên tuyển gái miền Tây đi hát mà đi hát các nhà nghỉ quán hát thôi. Con trai được thân con trai mấy đứa đặt phòng học được thân học khí và có hát rất nhiều mấy gái miền Tây một chút khóc xong rồi cho con đồng với một thời chú ơi xin chú duyên là sao chọn em buồn lắm chị ơi thôi đi chú khóc thật đúng lúc đàn ông và dù đến thì dừng rồi chưa lấy chồng chưa cái chồng mà ngồi ủ bia là bà không người đó thì tôi xuống khóc của tôi thì buồn lắm tôi chưa giờ yêu rồi sao được tới cuộc giải quyết cho nó anh nước ở bên thầy bằng như này mấy chấm này nó có tỷ lệ nó khác đấy là RO còn có cái con này